Xin kính chào các anh chị em trong câu lạc bộ Hương Nhãn. Hôm nay được sự giới thiệu của Huấn và của An Hải Minh, hai anh em Hải Toan và Thành Đô lên sóng trình bày một số những bài hát của hai soạn giả trẻ nổi tiếng của quê ta. Rất mong mọi người trong câu lạc bộ ủng hộ, cổ vũ cho hai anh em để làm tốt cái việc của mình chiều nay. Và Hải Toan cũng là một người con ở Hưng Yên, sinh ra tại Văn Giang, hiện nay đang sinh sống trên Hà Nội. Thì thời gian qua thì rất là xúc động khi mà có rất nhiều tác phẩm của hai soạn giả Vấn Trèo và An Hải Minh viết về quê mình, ngợi ca vẻ đẹp, ngợi ca mảnh đất Hưng Yên giàu có và đẹp và xinh đẹp. Và con người Hưng Yên chứ. Vâng, con người Hưng Yên cũng xinh đẹp giỏi giang ạ. Và thì hôm nay thì Hải Toan và anh Thành Đô sẽ trình bày những bài hát của Vấn Trèo và An Hải Minh viết về mảnh đất Hưng Yên ngàn năm văn hiến. Xin kính mời cả nhà cùng thưởng thức, cổ vũ cho hai anh em ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Vì là bài hát cũng rất mới cho nên hai em cũng mới tập được trong vòng tháng này, cho nên là chắc chắn nó chưa nhuần nhuyễn lắm. Mong các bạn hết sức thông cảm và lượng thứ. Mở đầu là bài hát Danh Thơm Một Miền Quê, viết lời Huấn Trèo An Hải Minh, điệu Chinh Phụ. Oh,
Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tiếp theo xin mời các anh các chị nghe bài hát Chiều Quê theo điệu Trúc Cầm Hồi Văn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng là một bức tranh đặc sản và rất riêng của Văn Giang, của Hưng Yên, qua giọng hát rất ngọt ngào của bạn Hải Thoan. Bây giờ không có cái tập. Trong quá trình Hải Thoan và anh Thành Đô đề nghị cái phòng họp của hội yêu trèo của Văn Giang, các anh các chị không nhắn tin vào đấy ạ, bởi vì nó hiện hết lên trên màn hình này ạ. Cảm ơn các anh các chị đã giúp đỡ cho các anh các chị cổ vũ, không nhắn tin nhé. Xin mời không nhắn tin. Tiếp theo chương trình Thương Khúc Trèo Quê, viết lời An Hải Minh theo điệu Du Xuân. Đây cũng là một bài hát rất mới của soạn giả trẻ An Hải Minh. An Hải Minh viết bài này có một anh nữa ạ. Thank you.
cổ vũ cho hai anh em rất nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. À, tiếp theo mời cả nhà lắng nghe bài hát Gợi nhớ quê hương theo điệu Con nhện răng mùng, viết lời An Hải Minh và Huấn Trèo. Đây là hai bài mới và hai anh em cũng mới thuộc được một hai hôm nay ạ. Và xin mời cả nhà lắng nghe. Quên mất rồi. Cứ rất bình tĩnh. Thank you.
Cái nhạc này nó hơi bị một chút ạ. Chưa có nghe nhạc của cái điệu này đúng không? Mà đấy điệu khác cho nên nó chưa hợp lắm các bạn ạ. Và bài cuối cùng hai anh em chúng tôi gửi tới mọi người chiều nay, đó là bài Tự hào đất mẹ Hưng Yên, viết lời Cuốn Chào với điệu Luyện Năm Cung. Xin mời các vị và các bạn lắng nghe. Xây mật ngọt la đà, dâm gian trời đất giao hòa hát ca. Một vùng như gấm như hoa, xứng tầm vẻ vang. Tìm về nơi
kết bằng câu tự hào đất mẹ Hương Yên trăm mến ngàn thương. Đúng là như vậy ạ. Mà chúng ta trong cái thương cái yêu ấy sẽ có một cái chúng ta sẽ duy trì mãi mãi và lâu bền, đó chính là hãy hát chèo ca ngợi quê hương đất nước của chính mình. Và xin cảm ơn hai soạn giả trẻ của quê ta. Xin cảm ơn An Hải Minh và cảm ơn Trần Hữu Huấn. Hai bạn đã thổi hồn vào những bài hát với những tình yêu quê say đắm, với những tình yêu quê rất là nồng hậu. Và cảm ơn hai bạn đã nói hộ tình cảm của những người con đất Hưng Yên hiện đang xa nhà. Xin một lần nữa thì... Và cả những người không về quê Hưng Yên đi chứ. Vâng ạ. Vâng ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn, xin cảm ơn các anh các chị của trong và ngoài câu lạc bộ Hương Nhãn đã ủng hộ cổ vũ cho hai anh em Hải Tân và Thành Đô trong buổi chiều hôm nay. Và xin hẹn gặp lại ở một dịp gần nhất. Xin chào và cảm ơn ạ. Đang chờ hai soạn giả trẻ sẽ có những bài mới và hai anh em sẽ cố gắng tập tiếp.